Chào các bạn, ngày hôm nay xin giới thiệu với các bạn một lô đất thổ cư giá rất rẻ, tọa lạc tại xã Phước Lâm, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An. Lô đất hướng Tây, đường trước đất là đường xe máy, cách đường xe hơi 200m, cách ủy ban xã Phước Lâm 1,2 km. Diện tích đất 117m², ngang 4m2, dài 28. Đất có nền cao, có giá bán 600 triệu đồng. Đất thuộc khu dân cư hiện hữu, ổn định. Tiện mua đầu tư, xây dựng nhà ở, nhà bán. Hàng xóm thân thiện, bình yên, mua lập vườn, cuối tuần về nghỉ dưỡng. Điện nước, internet đầy đủ. Gần trường cấp 1, cấp 2. Giao thông thuận tiện, cách bến xe quận 8, thành phố Hồ Chí Minh 20 km. Xin nhắc lại lô đất thổ cư có giá bán rất rẻ. Diện tích 117m², ngang 4m2, dài 28. Có giá bán 600 triệu đồng. Sổ hồng chính chủ, pháp lý rõ ràng cần bán. Xin cảm ơn các bạn đang theo dõi chương trình. Hẹn gặp lại các bạn trong chương trình tiếp theo. Mình rất muốn các bạn chưa đăng ký kênh thì hãy đăng ký kênh giúp mình.